chào các bạn. Đấy. Hiện nay mình đang đứng ở một cái vườn hoa dại yên thảo F1 phủ sâu vô cùng đẹp mắt. Đấy. Có nhiều người thắc mắc là mà trồng làm sao để cho đẹp như thế này. Đấy. Thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn các cách một phần nào đó đấy để chăm sóc hoa dại yên thảo luôn luôn có hoa và to đẹp như thế này. Nhà hoa dại yên thảo là một trong 10 loại hoa ấy, để ban công ấy, thuộc loại đẹp nhất. Đấy. Ở miền Bắc thì có mùa đông này thì trồng được cái loại hoa dại yên thảo này, có nhiều cây rất thơm. Thì dại yên thảo thì nó có hai loại giống, một là giống rủ sâu, hai là giống hàng đứng thôi. Đấy. Hàng rủ sâu ấy, thì một bịch như này ấy, đấy, nuôi khoảng tầm độ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng thì nó to như thế này. Đấy, còn hàng đứng ấy, thì con nuôi như thế nào thì mai sau nó to, nó chỉ như này là tối đa thôi, thì nó không to được hơn. Thì chăm sóc như nào để khoảng tầm độ 2 đến 3 tháng rưỡi một cái bịch như này mà nó to được như thế này, chủ yếu do cách chăm sóc. Nhiều người cũng nói là khi mua về thì mới mua về thì cây đẹp lắm, nhưng mà chỉ được một thời gian là cây chết. Thì nguyên nhân ở đâu? Thì nguyên nhân là đầu tiên là do môi trường sống. Môi trường sống của cây dại yên thảo này, nó phải sống với môi trường là mát đấy, cây bóng rợp của cây khác, đừng để ra ngoài ánh nắng trực tiếp nhá. Đấy, ánh nắng trực tiếp cũng được, nhưng mùa đông này thì không có nắng thì được, nhưng mà nắng mà trực tiếp mà quá nắng thì cây sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều ấy, phải tới nước thường xuyên ấy. Đấy, đầu tiên là quan trọng nhất vẫn là môi trường sống, sau đó là đến phân bón. Bón phân thì nhiều người chắc chắn là nếu nhiều người làm vườn đây còn không biết bón phân hoa dại yên thảo này cho đúng cách rồi. Bởi phân đầu trâu ấy, phân đầu trâu người ta hay bón phân đầu trâu, mà bón phân đầu trâu thì thường là khoảng tầm độ 10 ngày đến 13 ngày là bón một lần. Nhưng bón như nào cho đúng cách thì nhiều người không biết. Đấy. Thế hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn là bón phân đầu trâu nhào mua về ở người ta nhào, nhưng về nhà phải đẹp hơn của người ta mua cơ, bởi người ta chăm sóc nhiều, mình chăm sóc ít, mình chăm sóc phải được đẹp hơn người ta cơ. Đấy, phân đầu trâu ấy, đây ví dụ đây là phân đầu trâu chẳng hạn, đúng không? Mưa hòa vào một cái chậu để làm tan ra để tưới nước ấy. Đấy, khi hòa vào ấy thì đừng bao giờ để phân đầu trâu vẫn còn cái cục ấy, đấy gọi là chưa tan ấy. Đấy, có nghĩa là phải hòa thật tan phân đầu trâu ra thì mới tưới nước, hòa loãng ra tưới, đừng để gọi là vẫn còn cặn ở dưới nước. Bởi vì là nguyên nhân là mình đã làm nhiều và mình biết này, nếu như vẫn còn cặn mà dính vào các cái lá của các cây hoa dại yên thảo này, cây sẽ bị chết, nó sẽ bị tóp hết lá ở khu vực này, cháy lá. Đấy, rất nhiều nhà bị tình trạng như này. Đấy, để cho nó đẹp thì hai cái yếu tố là quan trọng nhất, là một là môi trường sống, hai là tưới phân. Và cũng phải chăm chỉ, thì cũng nhiều chị là cứ mua hoa là cứ tầm độ đi chơi đến cả ngày về còn không tưới nước cho cây thì cây cũng không đẹp đâu. Cây cũng như người thế, phải chăm sóc một tí thì cây nó mới đẹp. Đây. Đây là loại giống F1 này. Đấy, chậu rất to, rất đẹp. Hoa lại có mùi thơm nữa cơ. Còn đây là cái màu này thì nó thường nó rủ sum xuống một chút thôi, nó không sâu bằng cái loại màu này. Đây, màu đỏ này thì buông rất ác. Màu đỏ này buông nhiều lắm, sâu lắm. Hoa cũng rất thơm. Đây, ngoài ra thì còn có cái màu này nữa. Đấy, rủ sâu hay là rủ buông ấy thì nó do màu là chính ấy, chứ nó không phải là do đây là giống F1 hết rồi, nhưng mà rủ sâu hay rủ ngang thì lại do màu. Ví dụ như cái màu này thì nó chỉ ngang ngang lùm lùm như này thôi, còn cái ông này thì lại cứ buông đấy, buông rất sâu là đậy thế đấy, cây này thế. Cây khỏe hay không cũng lại do màu nữa cơ. Đấy, như cái màu này thì cây rất khỏe, cây này cũng khá khỏe nhưng mà không nhiều hoa bằng đấy, cây rủ rất sâu rồi nhưng đang không có hoa mấy. Đấy, cây này rủ rất sâu đấy. Đây màu trắng này, màu trắng. Ngoài ra thì còn có mấy cái màu sọc sọc này rất đẹp. Đấy, màu sọc này rất đẹp.
đây là màu sọc, rất đẹp, cũng khá thơm. Đấy, rất đẹp nha. Mình chắc chắn luôn đây là những chậu dại anh Thảo đẹp nhất ở khu Hà Nội nha. Ok. Đấy. Màu tím rất thơm, nhưng mà màu tím thì mình lại bán hết rồi. Hôm nay không chỉ có màu tím đâu. Màu tím thơm lắm, thơm như hoa hồng luôn. Mà thơm của thơm sâu vào tim luôn. Đấy. Thế bạn nào ấy mà muốn mà trồng hoa dại yến thảo đẹp như này, muốn hỏi thêm về cách chăm sóc hoa dại yến thảo để làm sao đẹp được như này thì cứ cho mình biết nhá, mình sẽ giúp các bạn. Ok, lần sau cứ được rồi.